Xin chào tất cả các bạn, mình là Châu Anh. Mình là Sơn Minh. Mình là An Phú. Chúng mình là học sinh lớp 10A, khóa 3, trường phổ thông thực hành sư phạm Tràng An. Với chủ đề Tôi yêu du lịch Ninh Bình, hôm nay chúng mình sẽ dẫn các bạn đến khám phá một nơi được mệnh danh là Kinh Đô Đá, nơi lưu giữ những giá trị khởi nguyên một thời vàng son của dân tộc Việt Nam. Ninh Bình được biết đến không chỉ nổi tiếng về du lịch văn hóa và tâm linh, mà nơi đây còn sở hữu một vẻ đẹp thiên nhiên vô cùng tuyệt đẹp, non nước hữu tình, cùng các hang động vô cùng độc đáo và hùng vĩ. Đó là những địa điểm lý tưởng để những du khách không chỉ trong và ngoài nước đến tham quan. Và cố đô Hoa Lư chính là địa điểm mà chúng mình muốn dẫn tới các bạn tham quan trong hành trình ngày hôm nay. Nằm trên địa bàn giáp ranh giới giữa hai huyện Hoa Lư, Gia Viễn và thành phố Ninh Bình của tỉnh Ninh Bình, cố đô Hoa Lư là kinh đô của nước Đại Cồ Việt trong thời gian ngắn ngủi 42 năm, nhưng tại nơi đây đã diễn ra rất nhiều sự kiện có liên quan đến vận mệnh của cả dân tộc, như gắn với sự nghiệp của ba triều đại liên tiếp, nhà Đinh, nhà Tiền Lê và nhà Lý, với các dấu ấn lịch sử quan trọng như thống nhất Giang Sơn, đánh Tống, dẹp Chiêm và phát tích ra quá trình định đô Hà Nội. Theo sử sách, ta thấy rằng Hoa Lư xưa là một cung điện nguy nga tráng lệ, không kém gì thành trường Tràng An. Cổ Việt quốc đương Tống Khai bảo, Hoa Lư đô thị Thán Trường An. Xét về mặt địa lý, ta sẽ hiểu tại sao sau khi lên ngôi vua, Đinh Tiên Hoàng lại chọn Hoa Lư làm kinh đô của nước ta. Bởi những dãy núi non trùng điệp bao xung quanh như Tấm Bình Phong, sông Hoàng Long Ẩn Khúc và đồng bằng Nho Quan, Gia Viễn là hào sâu tự nhiên, rất thuận lợi về mặt quân sự. Đến năm 968, thì sau khi mà dẹp loạn 12 sứ quân và thống nhất đất nước, thì Tinh Bổ Lĩnh đã lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cổ Việt, lấy niên hiệu Thái Bình. Ngày nay, hình ảnh của cố đô Hoa Lư tuy không còn nguyên vẹn mà thay vào đó là đền thờ vua Đinh, vua Lê được dựng ngay trên nền của cố đô Hoa Lư xưa. Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và đền thờ vua Lê Đại Hành được xây dựng từ thời kỳ nhà Lý và được sửa lại từ thời kỳ nhà Hậu Lê, theo kiểu nội công ngoại quốc, mô phỏng kinh đô xưa. Trước mặt đền vua Đinh là núi Mã Yên. Đền Đinh Tiên Hoàng là một công trình kiến trúc độc đáo trong nghệ thuật chạm khắc gỗ của các nghệ sĩ dân gian Việt Nam ở thế kỷ 17 và là công trình nghệ thuật đặc sắc với nhiều cổ vật quý hiếm được bảo tồn như gạch xây dựng cung điện có khắc chữ Đại Việt Quốc Nhân Thành Chuyên, cột kinh Phật khắc chữ Phạn. Cố đô Hoa Lư không chỉ là khu di tích quốc gia đặc biệt quan trọng mà còn lưu giữ hai bảo vật quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là cột kinh Phật tại chùa Nhất Trụ và Long Sàng, trước nghi môn ngoại và trước bái đường đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. Long Sàng trước nghi môn ngoại và trước bái đường đền thờ Đinh Tiên Hoàng, cố đô Hoa Lư, Ninh Bình là nơi lưu giữ hai chiếc sập vô cùng độc đáo, là một bảo vật vô tiền khoáng hậu trong mỹ thuật Việt Nam. Hai chiếc sập đá cũng có thể gọi là Long Sàng này là một trong những hiện vật quan trọng của ngôi đền vua Đinh. Hai chiếc sập đá này được xác lập những kỷ lục đầu tiên và duy nhất trong mỹ thuật Việt Nam. Với bề dày thời gian hơn 1.000 năm, cố đô Hoa Lư là nơi lưu trữ các di tích lịch sử qua nhiều thời đại. Đền vua Lê Đại Hành nằm cách đền vua Đinh Tiên Hoàng 300m. Đền vua Lê có quy mô nhỏ hơn nên không gian trong đền khá gần gũi và huyền ảo. Nét độc đáo ở đền vua Lê Đại Hành là nghệ thuật chạm khắc gỗ thế kỷ 17 đã đạt đến trình độ điêu luyện và tinh xảo. Tương truyền rằng, bà mẹ mơ thấy hoa sen mà sinh ra Lê Hoàn trong lúc đi cấy ở cạnh ao sen. Vì vậy mà nghệ thuật điêu khắc gỗ dân gian Việt Nam của các nghệ nhân ở đây cũng thống nhất với truyền thuyết về các đề tài ca ngợi Lê Hoàn. Bước vào chính cung chính là đền thờ của Lê Hoàn, Dương Văn Nga và Lê Long Đĩnh. Quả thực, Ninh Bình là một tỉnh thành nổi tiếng với các cung trình kiến trúc, văn hóa và tâm linh. Ngoài ra, nơi đây còn được biết đến với những sản phẩm ẩm thực hấp dẫn được chế biến bởi bàn tay khéo léo của những cư dân bản địa. Không để các bạn phải chờ đợi lâu, ngay bây giờ chúng mình sẽ dẫn các bạn đến nơi sản xuất của một món ăn nổi tiếng ở Ninh Bình nhé! Cá rô tổng trường là loại cá rô sống ở môi trường hang động ngập nước của ở Hoa Lư, Ninh Bình. Gọi là cá rô tổng trường vì loài cá này được phát hiện ở vùng hang động ngập nước thuộc tộc Trường Yên, nay là quần thể di sản thế giới Tràng An ở huyện Hoa Lư. Cá rô là món đặc sản tín vua và cá rô tổng trường có thể chế biến thành các món ăn như là cá rán, cá kho, canh cá hoặc là cá rút cá rô. Và bây giờ chúng ta hãy cùng theo chân mình đến với cơ sở sản xuất rút cá rô tổng trường các bạn nhé. Mình đang ngồi với chủ của cái xưởng sản xuất rút cá rô này và
sau đây mình cháu xin phép có một số câu hỏi là bác à chú có thể chia sẻ với mọi người biết là quy trình sản xuất rút cá rô được không ạ? Nhìn thì tại vì các cháu đến muộn đấy chứ, nhìn thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà nó khi mà sản xuất một cái thực phẩm thì nó quả thật là một chuyến đi tuyệt vời. Cố đô Hoa Lư xứng đáng là niềm tự hào của người dân Ninh Bình nói riêng cũng như toàn thể người dân Việt Nam nói chung. Không chỉ chứa đựng những dấu ấn hiện vật quan trọng trong lịch sử mà nơi đây mang lại cho du khách tham quan một vẻ đẹp thanh bình và yên ắng. Chúng mình mong rằng sau này du lịch Ninh Bình sẽ ngày càng phát triển và đạt được những thành tựu hơn nữa. Cuối cùng, xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chúng mình trong ngày hôm nay. Tôi yêu du lịch Ninh Bình!